Tôi khi mới yêu. Anh chờ em lâu chưa? Anh đứng đây đợi baby từ chiều đấy. Thế à? Lỗi baby nhá. Thế thôi mình đi cả muộn. Đất ơi, tao thấy mà tao bắt ơi. Má nghĩ làm sao vậy má? Trông em nay xinh quá. Thế à? Ok chứ em. Đi thôi anh. Đi nhá. Tôi khi yêu một năm. Này. À? Ôi em xuống rồi à? Ừ. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình á. Mình đi thôi em. Ừ. Mày còn nhiều cái tao quá, tao không có được chất. Tới thời mày rồi, mày ghẹo đúng nơi, đúng chỗ, đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Tôi sau khi cưới. Anh chờ em lâu chưa? Anh bị điếc à? Mũ em đâu? Anh quên mất rồi. Này.